SMD Sài Gòn kính chào cả nhà. Trước mặt cả nhà mình đó là hai cái đầu của Marang cả nhà ha. Con ở phía trên là NA7004 và con ở dưới là SA8004 cả nhà. Đây là những cái model mà nó rất là hot vào cách đây khoảng 2-3 năm cả nhà. Thời điểm đó nó giá tới 10-11 triệu cả nhà ha. Hiện tại thì Marang NA7004 là đầu giải mã chuyên nghiệp của Marang. Có rất là nhiều cổng kết nối mà nó có giá gọi phải nói là tốt nhất cả nhà ha. Và rất là rẻ luôn. Ví dụ như con NA7004 ở phía trên này ha. Đầu em bán ra là hoạt động hoàn hảo, các chức năng. Đầu kèm với dây nguồn vật chỉnh khiển zin, em tặng kèm cho mình một cái sợi dây quang. Thì giá bán hiện tại của nó chỉ có 7 triệu rưỡi. Em bảo hành cho cả nhà mình một đổi một trong vòng 10 ngày đầu nếu lỗi ha. Và bảo hành thêm 30 ngày tiếp theo sau đó nữa. Rất là rẻ cả nhà, 7 triệu rưỡi thôi. Chỉ có 7 triệu rưỡi cả nhà ha. Yeah. Còn SA8004, đây là một cái đầu CD cũng đầy đủ các cái chức năng giải mã, đọc được SACD luôn cả nhà ha. Hỗ trợ được file nhạc DSD luôn. Cổng USB phía trước nó đọc được ổ cứng luôn. Nói chung là chức năng của nó cũng rất là nhiều. Và nó là đầu đời mới cả nhà ha. Đời mới so với các cái đầu Mamera, đầu Marang CD 94 cả nhà ha. Những cái đầu đó là đầu cổ lắm rồi. Con này là đời mới rồi, sử dụng mắt nói chung là đời mới, mạch đời mới ha. Vĩ mạch của nó được thiết kế rất là chắc chắn, rất là nặng. Hiện tại thì con này giá nó cũng rất là tốt ha. Chỉ có 10.900.000 thôi cả nhà ha. Đầu kèm với dây nguồn và khiển zin. Những cái con này thì nó có nhiều chức năng lắm mà em sẽ giới thiệu đến cả nhà mình ngay sau đây. Đây là thời điểm này là những cái thời điểm mà giá mà nó còn tốt nhất ha. Tất nhiên là thời gian qua đi thì nhờ những cái đầu mới nó xuất hiện cả nhà ha, thì những cái giá của những cái con này nó rẻ đi. Nó sẽ rẻ đi. Cá biệt thì những cái đầu nào mà nó hiếm hàng, ít có thì chắc chắn là nó phải tăng giá rồi. Còn những cái con này thì càng ngày nó càng giảm giá cả nhà ha. Và giá lúc nào nó cũng tốt hết. Cả nhà mình so sánh giá với cái những năm trước đây thì giá bây giờ cực kỳ tốt cả nhà. Để cho cả nhà mình chơi NA7004 cả nhà mình ha. Đây là con sử dụng điện 100V ha. Tất cả những cái con này đều sử dụng điện 100V. Ở đây là đường analog ra để xuống âm ly cả nhà nè. Ở đây mình có cái đường MX-Sport này là dùng cái bộ Bluetooth của hãng ha. Hãng sản xuất Bluetooth dành riêng cho NA7004. Nếu mà cái này là cổng dùng dành riêng cho bộ Bluetooth đó. Đây là đường out cả nhà ha. Còn ở đường in vào giải mã cả nhà mình có đường đồng trục nè, đường quang nè, đường USB-B cả nhà ha. Đường USB-B này cả nhà mình kết nối với máy vi tính và xuất nhạc qua đây cũng được. Đó, đó là đường USB-B. Đường USB-A phía trước thì nó đọc được ổ cứng cả nhà ha, 1TB, 2TB nhưng mà với định dạng là FAT32 cả nhà. Đó là con NA7004 cả nhà ha. Con SA8004 thì con này thì được lắp ráp tại Nhật cả nhà ha. Cũng sử dụng điện 100V luôn. Thì nó có hai cái cọc mà xuất xuống AV analog rất là thiết kế rất là rồ cả nhà ha. Nếu mà so với cái cọc này thì cái cọc này nhìn nó rất là, đây cả nhà mình nhìn thấy không, hai cái cọc này rất là chuyên nghiệp này. Rồi con SA8004 nó cũng có đầy đủ các cái cổng xuất giải mã luôn. Nó cũng có cổng đồng trục, cổng quang cả nhà ha. Nó cũng có cổng USB-B luôn ha. Ngoài đây thì đây là đường ra cả nhà ha, đường quang và đồng trục ra nè. Con SA7004 này là thực sự mà nói chất âm của nó rất là hay ha. Và giá của nó hiện tại thì rất rẻ cả nhà, quá rẻ luôn, rất là rẻ ha. Thì cả nhà mình nếu mà cắm lấy tín hiệu từ TV thì phải nhớ cài đặt TV xuất âm cổng quang ha. Thì cắm vào đây cho nó dễ mã cả nhà. Con này thì là đồng trục thì lấy tín hiệu từ các cái đầu CD khác chẳng hạn, nhưng mà con này thì nó có CD rồi. Mình đang nói hay là con này ha, lấy từ đầu CD cỏ khác qua con đầu này cho nó dễ mã. Chất âm của Marang cả nhà ha, nó êm dịu và nó ngọt và nó trung âm nó tốt ha. Dành cho các bác nào mà mình nghe nhạc trữ tình ha, nhạc nhẹ nhàng và hoặc là các cái nhạc rề ha. Nói chung là nhạc về thiên về chất âm thì những cái con Marang nó thể hiện rất là tốt nha cả nhà. Rất là tốt ha. Và giá thực sự mà nói tới thời điểm này, những con này giá này quá rẻ cả nhà ha. Chỉ có 7 triệu rưỡi thôi. Cái này là nói chung là sở thích ha. Các bác thích chơi đầu nào thì chơi thôi. Bởi vì giá cả nhà mình có thể lựa chọn ha. Giá nó quá rẻ mà. Rồi đây là nội thất của con 7004 cả nhà ha. Cả nhà mình
có thể nhìn thấy được rằng là mới tinh, mới tinh luôn, quá mới luôn cả nhà ha, y như là vừa xuất xưởng vậy. Nội thất này quá mới, và em đảm bảo với cả nhà mình toàn bộ nó là nguyên bản từ Nhật về như thế nào thì là như đó cả nhà ha. Không chấm hàng, không chọc máy gì trong này, mặt như nào thì để như đó. Nói chung là em bao zin cho cả nhà mình ha, bao zin. Thì đây ha, bác nào cần thông tin về hình ảnh nội thất của con 8004 thì liên hệ với em sẽ gửi ha. Con này là con 7004 nè cả nhà, 1137 ha. Và con 8004 thì là 3534 cả nhà ha. Đó, 3534. Quá rẻ ha cả nhà ha, cực kỳ rẻ luôn. Rồi, đó là thông tin về nội thất cũng như là các cái cổng kết nối dành cho cả nhà mình nha. Phía trước nó thì nó có cổng USB thì đọc được USB hoặc là ổ cứng cả nhà. Định dạng là FAT 32 cả nhà ha. Rồi. Cả nhà mình vừa cùng em xem các cái cổng kết nối phía sau của hai đầu ma răng cả nhà ha. Hiện tại hai con này giá rất là tốt cả nhà. Thì đầu em bán ra sẽ là kèm theo dây nguồn ha, khiển zin. Khiển zin của 8004 nó sẽ có là cái chữ RC8004SA cả nhà ha. Còn của 7004 thì là 001NA. Tất cả các cái chức năng thì đều nó nằm ở trên cái mặt khiển này hết rồi. Ví dụ như cái con NA7004 cả nhà ha, mình các cái bấm các cái nút vào này để mà chọn các cái cổng nè. Cổng này iPod USB là cổng ở phía trước USB này cả nhà ha. Tuner nè, cổng đi USB B phía sau nè, cổng đồng trục nè ha. Hoặc cả nhà mình nhấn hai lần thì nó sẽ chuyển đổi giữa quang và đồng trục ha. Đó, rất là đơn giản ha. Cái phần ở dưới này là phần chỉnh cho âm ly ha, nó có cái chữ âm ly ở đây thì phần ở dưới này nó chỉnh cho âm ly cả hai đầu cả nhà ha, cả hai đầu đều thế cả. Có mấy cái nút dưới này là setup là đường digital out để mà mình chọn là cho nó xuất âm đường digital cả nhà ha, hoặc chế độ lặp lại và hoặc là chế độ hiển thị màn hình đó. Thì em sẽ tặng kèm cho cả nhà mình một cái sợi dây quang 1.5m ha, cái này là hàng tặng không quy đổi thành tiền nha cả nhà, không có quy đổi. Rồi thì cả nhà mình cùng xem cái diện mạo phía trước của hai con này ha. NA7004 cả nhà ha, 7.500.000, đầu kèm dây nguồn khiển zin, em tặng kèm một sợi dây quang. SA8004 cả nhà, SA8004 là 10.900.000 ha, đầu kèm dây nguồn khiển zin và cũng tặng kèm một sợi dây quang. Thì SA8004 thì con này nó đọc ở đây nó ghi là Super Audio CD, tức là SACD cả nhà ha. Và đối với nó đang vừa mới đọc là USB cả nhà. Vừa mới đọc là USB. Còn nếu mà con này nó đọc được SACD nhưng mà em không có đĩa. Còn nếu mà bác nào mà mua mà về mà bỏ đĩa SA không đọc thì em đổi cho mình con khác nha. Dạ, chắc chắn là nó đọc được. Nhà sản xuất ra là nó đọc được cả nhà ha. Và nó đọc không kén đĩa cả nhà ha. Em vừa bỏ một cái đĩa phono vào ở trong. Chỉ có điều là nó là đọc SACD cho nên nó sẽ đọc chậm hơn các cái đầu cổ thôi. Các cái đầu cổ thì đọc rất là tốt. Như những cái đầu mới này thì nó sẽ phân loại đĩa cả nhà ha. Cho nên là nó đọc hơi chậm một tí nhưng mà nó đọc tất cả các loại đĩa cả nhà ha. Đĩa chép gì cũng đọc hết. Đó. Và ngoài CD thì em cũng có giới thiệu đến cả nhà mình ha. Mình sẽ chọn cái đường mà các cái cổng vào bằng cái nút input này cả nhà ha. Còn nếu mà chuyển về CD thì mình sẽ chuyển vào nút disk này. Đó. Thì mình sẽ có các cái cổng vào như là USB này cả nhà ha. Cổng PC là cổng USB B phía sau cả nhà. Cổng đồng trục nè, cổng quang nè, đó ha. Hoặc là quay trở lại đĩa. Thì đầu em bán ra em cam kết với cả nhà mình là trước khi gửi thì em đều test cả nhà yên tâm nha. Em cũng như cả nhà mình không muốn mất thời gian cho những cái việc đó. Test cho kỹ rồi hãy gửi. Dạ, cho nên cả nhà mình hoàn toàn yên tâm là nó hoạt động hoàn hảo nha cả nhà. Và cả hai con này đều rất là đẹp ha, hàng từ Nhật về, cam kết nguyên bản nguyên zin, hoạt động hoàn hảo cả nhà ha. Cả nhà mình nếu mà yêu thích thì liên hệ với em. Chuyển tiền hết thì em sẽ miễn phí ship cho cả nhà mình ha. Đặt cọc 15% giá trị máy, nhận hàng trả tiền thì em không bao ship nha. Trong trường hợp cả nhà mình có muốn một cái USB mà có thể chơi nhạc á thì cái USB này 64GB cả nhà ha. Ở đây là USB 64GB của thương hiệu SanDisk ha. Và nó được bảo hành 12 tháng cả nhà. Nếu mà 64GB mình chép nhạc lossless thì nó gần khoảng 70 cái đĩa, thì khoảng gần 800 bài cả nhà ha.
Và USB này nếu mà bác nào lấy thì 400 ngàn giúp em nha. Và em không có chép sẵn đâu cả nhà mình nếu mà muốn lấy USB thì cứ alo cho em. Ừ, anh muốn chép những cái ca sĩ ca này, ca sĩ kia thì em sẽ chép cho cả nhà mình. Như em nói nha, một cái USB này nó khoảng 70 cái CD. Cả nhà mình cứ lượng số CD mà cần chép thì em sẽ chép cho cả nhà mình nha. Và em không có sẵn, em không chép sẵn. USB thì em có sẵn nhưng mà em không chép sẵn ha. Chỉ khi nào mỗi người một cái sở thích nghe cho nên là em sẽ ưu tiên là chép theo sở thích của cả nhà mình ha. Toàn bộ những cái nhạc của em là nhạc rip từ CD gốc ra không, của trung tâm Audio Space ha, của Thúy Nga, của ACA, của Làng Văn, vân vân, toàn bộ, hoặc là các cái CD nhạc quốc tế ha, chất lượng cao. Cả nhà mình cần cái nhạc gì thì cứ liên hệ với em có là em chép cho cả nhà mình ha. Dạ rồi, cả nhà mình vừa cùng em khám phá hai cái đầu Marantz NA7004 ha. Con này có giá 7 triệu 500 ngàn đồng. Còn con SA8004 hiện tại có giá là 10 triệu 900 ngàn đồng cả nhà ha. Rồi, em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Những cái con này có rất là nhiều clip test rồi cả nhà, mà chất âm của nó phải nói là ok, quá ok trong tầm tiền ha. Cả nhà mình không phải lăn tăn đâu. Rồi, em xin dừng clip tại đây. Em xin cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ.